Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng Mobile. Mình là Hưng Hèo. Và thể theo nguyện vọng của rất nhiều anh em trong tuần vừa rồi là muốn hỏi xem khoảng hơn 7 triệu đồng thì anh em nên chọn chiếc Galaxy S7S đến từ nhà mạng Mỹ này hay là muốn chọn một chiếc iPhone 6S. Thì hôm nay mình sẽ cùng thực hiện cái bài speed test để xem chiếc máy nào mang lại hiệu năng tốt hơn. Ok, cùng bắt đầu thôi. Ok, cùng bắt đầu nào. Cùng kiểm tra lại trình đa nhiệm của cả hai chiếc máy nha. Không có ứng dụng nào chạy ngầm cả. Và mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai máy để đảm bảo rằng hai máy ở tình trạng là tốt nhất. Ok, thì cả hai máy đã đều khởi động lên rồi và mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa để xem cả hai đều sẽ không có ứng dụng là chạy ngầm. Đó, các bạn có thể thấy rồi. Và cái chiếc Galaxy S7S này mình cũng đã thiết lập nó về cái màn hình là HD để cho nó công bằng. Các bạn có thể xem lại ở đây. Mình đã để độ phân giải màn hình là HD. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Đây, mình có thể cho về đây cho các bạn nhìn thấy. Ok. Sorry nha. Chúng ta hôm nay sẽ cùng bắt đầu với lại khá nhiều cái game ứng dụng ở đây. Sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 cái game và 7 ứng dụng. Cùng bắt đầu với Facebook nhé. Khá tương đồng với nhau đúng không ạ? Messenger nè, cũng khá tương đồng với nhau thôi, chưa đến một tích tắc. Instagram, chiếc Galaxy S7 có vẻ lên trước. Đến với trình duyệt web Safari, chiếc Galaxy S7 nó load vào trang trước rồi. Và cái bạch load thì vẫn ở đây. Cái chiếc Galaxy S7 nó chỉ cho hiển thị trước thôi. Và cái tốc độ load thì cả trang thì chiếc iPhone này nó lại vẫn nhỉnh hơn. Tiếp đến là với bộ sưu tập, khá tương đồng. Đây là những cái ứng dụng mặc định của cái máy. Camera nè, cùng chuyển với camera trước để chụp một tấm ảnh nhé. Tiếp tục là đến với App Store và CS Play là ứng dụng. Chiếc iPhone 6 nó đã nhỉnh hơn trước rồi. iPhone 6S thì xin lỗi. Ok, bây giờ là cùng đến với lại 7 tựa game. Bắt đầu với Alpha 8, một cái tựa game khá nặng và khá nhiều người biết đấy. Đó, các bạn có thấy từ trước đến giờ thì những cái hiệu ứng chuyển cảnh của iPhone nó vẫn cực kỳ mượt mà. Và nó cũng đã load được vào trước rồi. Cùng xem. Chú ý đây là phiên bản 820. Đây là chiếc Galaxy S7 chạy cái phiên bản Snapdragon 820 nhé. Mình đang lắp làm cái gì đây? Chúng ta sẽ cùng đợi một chút để chúng ta lắp vào màn trước. Mình lắp mình làm gì đây? Mình lắp mình mua đi. Cùng vào với một màn chơi nào. Đây. Đây. Ok, cùng bắt đầu nha. Start play. Thường thì ở những cái lợi thế về game lót game ứng dụng thì bao giờ iPhone nó cũng được tối ưu hóa khá là tốt. Đó, các bạn có thấy là chiếc iPhone 6S nó đã vào trước rồi. Điều này cũng không bất ngờ lắm vì mình đã test rất nhiều rồi. Và iPhone thì gần như lúc nào nó cũng có cái thời gian load vào game trước thôi. Tiếp đến là đến với Liên Quân Mobile. Đây là một cái tựa game đang đỉnh đám hiện nay, khá là nhiều người chơi. Khá là nhanh, chiếc iPhone 6S nó đã vào cái màn chơi trước. Bên này vẫn còn khởi tạo tài nguyên. Ok. Tiếp đến là Plan CS V2. Mình cứ tưởng là mình chưa kích. Đây là do cái hiệu ứng chuyển cảnh, các bạn có thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của Android nó vẫn khá nặng nề, mềm mề quá. Không biết nếu mà Android phải cải thiện cái tình trạng này. Đó, và chiếc iPhone 6S nó đã vào trước rồi. Hiệu năng của chiếc i9 bây giờ vẫn cực kỳ là tốt. Đến với một số những tựa game nhẹ nhàng như là Subway Surfer nè. Cái này chắc chắn iPhone nó cũng thắng thôi. Đó, và nó đã vào trước rồi, các bạn có thể thấy đó. Nghe nào. Tăng tăng tăng. Cùng thử chạy nào. Ok. Tiếp tục là đến với Clash of Clans. Đây là một cái tựa game chiến thuật cũng khá là hay ho. Đó, các bạn có thấy là chiếc iPhone 6S nó vẫn loát nhanh khủng khiếp. Ok. Đang quay Today 2 thì sao? Vẫn là như thế thôi. Ok. Tiếp là Zombie Tsunami. Vâng, khá tương đồng. Ở cái màn chơi này thì có lẽ nó khá là nhẹ và khá tương đồng với nhau. Ok. Và đến với cái màn thi thứ hai, đó là màn thi đa nhiệm. Thì một chiếc máy là 4GB và một chiếc máy là 2GB. Nhưng 4GB này của Android và 2GB của iOS. Ok, cùng quay lại với Facebook nha. Vâng, mà chiếc iPhone này thì nó lại phải load lại rồi. Khá là bất ngờ. Messenger nè, nó cũng đã lại phải load lại một lần nữa, các bạn có thấy. Instagram. Ồ, nó lại phải tiếp tục load lại nữa. Mình cũng khá bất ngờ với cái kết quả này. Internet sao? Lại tiếp tục một lần nữa, nó phải load lại. Bộ sưu tập nè. Bộ sưu tập thì cả hai như là vẫn còn cả. Đối với máy ảnh đi, cả hai đều phải nó lại. Vừa nãy thì mình đã để ở một bức ảnh rồi, và bây giờ cả hai đều phải nó lại. Tiếp đến là với kho ứng dụng.
Vâng, trên Galaxy S7 nó vẫn còn. iPhone thì đã phải loa lại rồi. Đó là những ứng dụng, còn bây giờ thì tới với những cái tựa game. Tiếp tục với là iPhone 8 đã phải loa lại rồi. Bên này vẫn còn, vâng tuyệt vời. Ok, để nó thắt đó. Tiếp tục, Liên Quân. Ô, cả hai vẫn còn. Vâng, CS Zombie sao? Cả hai đều còn cả. Shockwave Shuffle. Vâng, cả hai đều vẫn còn. Còn là những cái tựa game cuối này chắc là cả hai đều còn thôi. Class, Clan. Cả hai đều còn, cả hai bị mất cái lỗi thôi. Chứ cả hai sẽ đều còn. Vâng, phải mất cái lỗi nó bắt tải luôn. Mình cũng không rõ đây là do mất cái lỗi hay là do máy phải tải lại nữa, chứ mình nghĩ đây sẽ là do mất cái lỗi. Ok, sẽ cùng để chúng chạy ngầm thôi. Chuyện đây là 5 Way to Die 2. Đó, cả hai vẫn còn. Tiếp đến là Zombie Tsunami. Vâng, cả hai đều còn. Và qua cái bài speed test vừa rồi thì anh em cũng đã có cái cảm nhận riêng của riêng mình về hai chiếc máy này rồi đúng không nào? Cái chiếc Galaxy S7 này với 4GB RAM hiện tại nó đã quản lý RAM khá là tốt và cho cái trình đa nhiệm khá là ổn. Và cái chiếc iPhone 6S này thì nó lại cho một cái tốc độ load game nhanh hơn và mượt mà hơn. Vậy thì anh em có ý kiến gì về hai chiếc máy này hãy cùng để lại ý kiến bình luận ở phần bên dưới nha để cùng bàn bạc. Còn bây giờ thì nhớ like, share, subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.